Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri cực chuẩn xác, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, biết được mệnh trời, gặp thời phất mạnh, dầu nứt đố đổ vách trong 2 tháng liên tiếp. Hoan hỷ chào mừng quý anh chị tuổi Canh Tuất đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Thưa quý anh chị tuổi Canh Tuất thân mến, người tuổi Tuất là một trong những con giáp quan trọng trong chuỗi 12 con giáp. Họ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, tham vọng và quyền lực. Họ sở hữu ý chí mạnh mẽ và lòng đấu tranh để đạt được mục tiêu. Xem tử vi năm Giáp Thìn 2024, những người tuổi Canh Tuất 1970 bước vào năm xung thái tuế sẽ phải đối mặt trực tiếp với nhiều khó khăn và thử thách chông gai. Bởi vậy mới có câu nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào, chẳng những mưu sự bấp bênh, nay đây mai đó, mà tài lộc tiêu tán, sức khỏe cũng sa sút, ốm đau liên miên, tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng quá lo lắng, bởi trong lời tiên tri mới nhất, các bậc thầy tử vi có chỉ ra rằng, trong năm 2024, bản mệnh Canh Tuất nhờ tính chăm chỉ, ăn ở hiền lành, không hổ thẹn với đời, nên được bề trên nâng đỡ, quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Đặc biệt, bước sang tháng 4 và tháng 5 âm lịch tới sẽ là thời vận sáng lóa của bản mệnh, vận may cực đỏ, tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, mọi sự đều thuận lợi đúng như mong muốn. Thế nhưng để đạt được điều đó thì con giáp này cần phải nắm chắc vận trình của mình và lưu ý 3 điều được thầy tử vi nhắc mệnh dưới đây. Vậy, vận trình tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong 2 tháng tới sẽ xuất hiện biến động gì? Cần lưu ý điều gì để đón phúc vào nhà, được quý nhân chỉ đường, gặp nhiều may mắn, hành thông thuận lợi? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tiên tri cực chuẩn xác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, biết được mệnh trời, gặp thời phất mạnh, dầu nứt đố đổ vách trong 2 tháng liên tiếp. Đầu tiên là sơ lược về cuộc đời tuổi Canh Tuất 1970. Những người tuổi Canh Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ là những người vị tha, luôn sẵn sàng che chở, an ủi động viên người khác. Tính cách gắn liền với người tuổi Canh Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, dũng cảm, cần cù hiếu học, có tích tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân, không chú trọng đến tiền bạc nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc sự vật mâu thuẫn đối lập nhau. Trong bất kỳ việc gì, họ vẫn vừa có thể thực hiện lý tưởng, vừa có thể thu hoạch lợi ích vật chất. Bên cạnh đó, người tuổi Canh Tuất còn rất lương thiện, trung thực và có sự nhẫn nại. Vì vậy, cuộc sống của họ thường khá suôn sẻ, an yên và sung túc. Mặt khác, người tuổi Canh Tuất cũng rất thân thiện, cởi mở và luôn sống lạc quan. Ngay cả khi gặp khó khăn, rắc rối, họ cũng cực kỳ nhạy cảm, nhất là với nữ giới tuổi Tuất. Nhưng sự nhạy cảm này có thể khiến người tuổi Tuất đưa ra những quyết định thiên về tình cảm hơn là lý trí. Nhìn chung, người tuổi Canh Tuất có mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, làm ăn rất rộng rãi. Do tính cách thân thiện, phóng khoáng, lại giỏi giao tiếp của mình, họ cũng thường nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Thế nhưng, cũng không nên quá tin, người Canh Tuất cần chú ý các mối quan hệ xã hội để tránh rước họa trong sự nghiệp của mình. Họ đã chăm chỉ và kiên trì,
Đương nhiên đó là việc chính nghĩa, vì vậy mà họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Người sinh năm Tuất muốn sống một cuộc sống đầy đủ nhất. Tuy nhiên, họ cân nhắc những gì phía trước và muốn tránh bất kỳ sự hối tiếc nào. Họ là người già dặn và có thể nhìn nhận vấn đề khá nghiêm trọng. Nhưng khi họ lớn tuổi hơn, họ sẽ học được cách làm thế nào để bớt chỉ trích hơn. Những đặc trưng trên của người tuổi Canh Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư kiếp cũ. Mỗi một lời nói, hành động của họ vừa giản dị, thật thà, nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh, nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác, nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi, đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác giúp đỡ, bởi một phần do thiên tính của họ sẽ là lảng tránh. Họ chỉ muốn bảo vệ bản thân không bị người khác xâm phạm. Một phần là do người tuổi Canh Tuất có suy nghĩ rất thực tế. Họ làm gì cũng cân nhắc trước sau, làm việc cũng cẩn trọng và có thể tin cậy được, nghị lực cao, tỉ mỉ, cần cù, có tinh thần phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn. Họ không có suy nghĩ chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng dựa vào chính bản thân mình. Người này quan niệm những gì mình làm ra mới thực sự chắc chắn. Họ cứ chăm chỉ, vùi đầu vào làm việc, từng bước một tiến dần tới mục tiêu đã định. Cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán, bạn có thể thành công, chỉ cần quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Người tuổi Canh Tuất có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ giáo viên đến thương nhân, luật sư, bác sĩ, kỹ sư. Đặc biệt người này rất hợp với những người đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Phần lớn nam giới tuổi Canh Tuất đều có tinh lực dồi dào, cho dù họ gặp phải những việc vượt quá khả năng hay khi có cơ hội. Họ đều rất giỏi trong việc đưa ra các biện pháp quyết định thông qua ý kiến của bản thân. Họ còn có thể dự kiến được bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Vì thế, họ rất mong muốn vượt hơn hẳn người khác. Họ thường giấu kín hoài bão ở trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Yếu điểm của nam giới tuổi Canh Tuất là ít nhẫn nại trong phương diện tình cảm, thì không giống với người tuổi Ngọ, tuổi Dần. Khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm, chăm sóc người yêu. Nam giới tuổi Canh Tuất đặc biệt không dễ tin người. Tuy nhiên một khi đã có lòng tin, thì sẽ đối xử rất chân thành trên tất cả mọi thứ. Những người tuổi Canh Tuất thường rất quan tâm đến gia đình và những người thân yêu của họ. Đối với họ đó là thứ tài sản quý giá nhất, trên cả tiền bạc, quyền lực và danh tiếng. Phụ nữ tuổi Tuất là những người phóng khoáng, tự tin và giỏi giao tiếp, là những tính cách đặc trưng của phụ nữ tuổi này. Họ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ về sự thông minh, lãng mạn, vẻ đẹp trẻ trung, quý phái từ cái nhìn đầu tiên. Phụ nữ tuổi Canh Tuất trong mắt người khác không phải là một người hiền lành, dịu dàng. Trên thực tế họ là người phụ nữ tốt bụng, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Phụ nữ tuổi Tuất bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại sống tình cảm, sẵn sàng hy sinh để gia đình được ấm no, hạnh phúc. Đây là những cô nàng sống rất thoải mái, tự do, nhưng lại rất có trách nhiệm. Chính vì tâm hồn đáng mến đó đã khiến họ được rất nhiều người để ý, cộng với bề ngoài dễ thương, càng như điểm tô thêm nét đẹp rạng ngời. Tuy nhiên, thời trẻ khá nhiều cô nàng tuổi Tuất gặp phải những trắc trở, thăng trầm trong cuộc sống và tình yêu. Nhưng rồi theo thời gian, họ càng trưởng thành, tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm, ngoài công việc ra cũng đã biết chăm sóc cho mình nhiều hơn. Vì vậy ngày càng rạng rỡ, làm bao người phải ngả mũ thán phục, ngưỡng mộ. Có thể nói, những quý cô tuổi Tuất có số đào hoa nhiều hơn con giáp khác, bởi sắc đẹp của họ vô cùng cuốn hút, nhất là từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh đó, cuộc sống của tuổi Canh Tuất không mấy suôn sẻ, nhưng không vì vậy mà khiến họ mất đi khí chất vốn có. Ngược lại càng về sau, đỉnh điểm là sau tuổi 40, nhan sắc của tuổi Tuất càng khiến người khác khó quên hơn. Người tuổi Canh Tuất sẽ vui sướng, hân hoan khi họ khỏe mạnh và khi họ buồn rầu hay chán nản, nghĩa là họ cảm thấy không khỏe. Họ là những chiến binh. Họ kiên cường và sẽ chống lại bất kỳ căn bệnh nào xuất hiện trong cuộc đời mình. Xem tử vi phương Đông, bước sang năm 2024 được đánh giá là có khá nhiều thách thức, nhưng cũng rất năng động với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. So với năm 2023, vận trình sự nghiệp năm 2024 của người tuổi Canh Tuất kém sắc hơn hẳn. Rất khó để tìm thấy vận may hay cơ hội tốt. Nhiều khi đương số cảm thấy thất vọng vì bỏ nhiều công sức nhưng kết quả không được như ý. Tuy nhiên, trong năm này, bản mệnh vẫn nhận được sự ủng hộ của các tinh nguyệt mã giải thần. Những cơ hội mới sẽ đến, với điều kiện là phải chăm chỉ và xông xáo hơn trong mọi việc. Hãy quý trọng những cơ hội trời cho dù là nhỏ nhất.
chắc chắn bạn sẽ tìm ra được cách chuyển mình thành công và làm giàu cho bản thân. Nhờ đó sự nghiệp của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, khơi thông thế bế tắc nhanh chóng. Càng về cuối năm thì sẽ càng hanh thông hơn. Đây sẽ là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích góp được một khoản đáng kể cho tương lai. Theo đó, tài lộc của canh Tuất năm nay cũng khá thuận lợi, nhờ ảnh hưởng của vận niên Dương Thảo Ngạn, nghĩa là dê về núi, nơi dồi dào thức ăn yêu thích. Do vậy, tuổi canh Tuất gặp vận niên này sẽ có một năm giàu có sung túc, công danh lợi lộc đạt được như hy vọng. Ở độ tuổi 55 này, hầu hết bản mệnh đã có điều kiện kinh tế nhất định, chú trọng tới việc dưỡng sinh và trân trọng tình bạn, luôn đồng hành cùng những đứa con đã trưởng thành, nên cuộc sống canh Tuất 1970 về cơ bản là an nhàn. Gia đạo anh chị cũng hài hòa, ổn định, các cặp vợ chồng đang chung sống nên dành thời gian cho nhau, hỗ trợ và chia sẻ công việc cùng nhau. May mắn nữa là, trong năm 2024 này sức khỏe của canh Tuất đã ổn định và dồi dào hơn trước, cả con kiếp của bạn cũng vậy. Bản mệnh hãy duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên và chủ động đi khám khi bị ốm, để sức khỏe luôn được đảm bảo và hồi phục nhanh chóng nhé. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi canh Tuất trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Người tuổi canh Tuất giữ được tinh thần hăng hái, nhiệt tình trong hai tháng 4 và 5 âm lịch này, nhưng kết quả thu được là thành công hay giang dở thì phần lớn phụ thuộc vào thái độ làm việc của bạn. Dưới tác động của cục diện tam hợp, công việc tiến triển tương đối thuận lợi với con giáp này. Bạn tập trung vào nhiệm vụ thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, điều cần chú ý là bản mệnh phải duy trì được sự kiên trì của mình. Đừng nên nhiệt tình lúc bắt đầu rồi sau đó lại thành ra chán nản, bỏ dở giữa chừng, khiến người khác phải giải quyết giúp mình. Chuyện làm ăn có những dấu hiệu tương đối tích cực khi bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Việc ký kết hợp đồng nhìn chung thuận lợi. Song, trước khi hợp tác với ai bạn cần dành thời gian theo dõi, đánh giá đối phương, cũng như tính khả thi của kế hoạch làm ăn. Khi nhận thấy mọi khía cạnh đều phù hợp, bạn mới nên đưa ra quyết định cuối cùng. Theo tử vi 12 con giáp âm lịch chỉ ra rằng, chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Do được ngũ hành tương sinh giúp đỡ, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, đôi bên hợp nhau ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên, lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, bạn dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, chuyện tìm được người tâm đầu ý hợp không còn quá xa vời. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện, sự nghiệp theo tử vi phương đông 12 con giáp có chỉ ra rằng, người tuổi canh Tuất sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi và đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp trong tháng này. Chỉ cần bản mệnh luôn không ngừng cố gắng, tiến về phía trước. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, anh chị là người chăm chỉ và cần cù. Một khi đã được giao cho nhiệm vụ gì, canh Tuất sẽ không thoái thác mà luôn nỗ lực hoàn thành ở mức độ tốt nhất. Ai cũng cảm thấy yên tâm khi giao cho anh chị phụ trách công việc. Ngoài ra, bản mệnh cũng thể hiện mình là một người khiêm tốn, ham học hỏi khi sẵn sàng thừa nhận những mặt còn yếu của bản thân, không ngại hỏi những điều mình chưa biết. Tháng này, sẽ có một vài cơ hội tham gia các buổi họp hành, bồi dưỡng kiến thức, hãy nhiệt tình tham gia, anh chị sẽ tiếp thu được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích, góp phần phát triển sự nghiệp trong tương lai. Theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi canh Tuất âm lịch dự đoán, cát tinh tử vi sẽ giúp cho những người tự tin, dám nắm bắt cơ hội, dám thể hiện quan điểm và cá tính của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và mọi người xung quanh, một số người còn được chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Xét phương diện tài lộc, phương diện tài lộc của người tuổi canh Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bản mệnh sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bản mệnh vẫn kiếm được một khoản dư giả, ổn định, không bao giờ thiếu tiền trong túi. Với những người làm công ăn lương, anh chị sẽ nhận được khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các công việc được giao. Nếu chăm chỉ với các công việc làm thêm, bản mệnh còn nhận thêm được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm kinh tế, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao rộng rãi, tốt đẹp. Đây là thời điểm rất thích hợp để anh chị mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Quá trình mở rộng sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn, nhưng xung quanh sẽ luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp sức. Nếu có ý định khởi nghiệp trong tháng này, canh Tuất có thể tiến hành dần dần từng bước, không cần phải quá vội vàng, chỉ cần phát huy được điểm mạnh của mình, thì sớm muộn gì bản mệnh cũng có chỗ đứng trên thị trường, đồng tiền dần dần chảy về túi. Hãy mở rộng tư duy của mình và suy nghĩ theo những hướng khác biệt hơn, anh chị sẽ mở được lối đi riêng cho mình,
Còn nếu làm một cách cứng nhắc, máy móc, thì anh chị mãi chỉ là những người bình thường trong tập thể hoặc trên thị trường mà thôi. Xét phương diện tình duyên, tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch khuyên người tuổi Canh Tuất hãy sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin vui trên phương diện tình cảm. Tháng này bạn được sống trong những ngày hạnh phúc khi tìm thấy nửa kia đích thực của mình. Đào hoa nở rộ, giúp người độc thân không khó để gặp được người phù hợp. Người ấy có thể xuất hiện trong những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè hoặc ở ngay nơi công cộng, nơi tổ chức các sự kiện. Dù hai người chỉ gặp nhau vô tình, nhưng lại có thể ngay lập tức trò chuyện với nhau một cách ăn ý. Hai người có nhiều quan điểm và mối quan tâm giống nhau, nên có thể nói chuyện mãi mà không biết chán. Hãy giữ mối quan hệ với đối phương nhé. Với người đã lập gia đình, bạn nhận được sự thấu hiểu và cổ vũ của những người thân thiết. Nhờ có người nhà, bạn có động lực hơn để cố gắng mỗi ngày. Mỗi khi gặt hái được thành công, bạn cũng có nhiều người để chung vui. Các cặp vợ chồng dần chín chắn hơn và có trách nhiệm với gia đình. Hai người cùng chung sức, chung lòng xây dựng tổ ấm, chứ không ai hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực nào. Cả hai đều rất trân trọng những gì mà mình đang có. Xét phương diện sức khỏe. Căn cứ tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, người tuổi Canh Tuất không gặp phải vấn đề gì về sức khỏe trong tháng này. Bạn chăm chỉ thể dục thể thao, duy trì lối sống khoa học, thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy bước ra ngoài và hít thở bầu không khí nhiều hơn. Bạn sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, quên hết mọi buồn phiền, thậm chí nảy ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, người tuổi Canh Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào tháng này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc gì, cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là duy trì tính kiên nhẫn của mình, chớ nên thấy chán hoặc thấy khó mà bỏ dở giữa chừng. Con đường đi đến thành công vốn chẳng bao giờ bằng phẳng. Vì thế, mình gặt hái thành tích cao, bạn chớ mong mọi việc suôn sẻ từ đầu đến cuối. Hãy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những thách thức để có thể tự tin vượt qua nhé. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn cũng cần phải chú ý hơn khi giải quyết các nội dung công việc quen thuộc. Nếu bạn chủ quan thì vẫn có thể nhầm lẫn, phạm phải sai sót bất cứ lúc nào. Hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu, không chỉ trong những lĩnh vực mới, mà ở cả những lĩnh vực mình vốn đã quen tay làm từ lâu. Về tài lộc, theo tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch dự báo, vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tuất có những điểm sáng rực rỡ trong tháng này. Đó là kết quả tổng hòa của tinh thần nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng thử thách bản thân cũng như các yếu tố thiên thời, địa lợi. Tam hợp mang đến cho bản mệnh những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay tháng này, sẽ mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu, nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng, nóng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất giúp bạn tiếp tục có động lực cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy luôn kiên định với những hướng đi của mình, kể cả khi vướng phải những khó khăn nhất thời, rồi bạn sẽ dần gặt hái được trái ngọt. Hơn nữa, bên cạnh bạn vẫn luôn có bạn bè, đồng nghiệp, người thân tích cực ủng hộ. Về tình duyên, tam hợp nâng đỡ, đường tình duyên của người tuổi Canh Tuất trở nên sáng sủa hơn hẳn trong tháng năm này. Bạn hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng. Người độc thân với tính cách nhiệt tình, cởi mở, dễ dàng ghi điểm trong mắt người khác giới. Nhiều người nhận được lời mời làm quen, gặp gỡ. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên cho đôi bên một cơ hội, bởi rất có thể đó là người mà bạn chờ đợi đã lâu. Ngoài ra, bạn còn được người thân, bạn bè giới thiệu thêm cho những đối tượng khá triển vọng,
Hãy mở lòng và tự tin thể hiện bản thân. Có thể bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm phù hợp với mình. Đôi bên nói chuyện hợp nhau ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Với các cặp đôi, vợ chồng bạn biết thông cảm và thấu hiểu với nhau. Vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ. Bạn nhận ra rằng, đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, bạn cũng biết chăm lo hơn cho gia đình, tìm cách cân bằng thời gian cho sự nghiệp với cuộc sống cá nhân. Cả hai đều đồng ý rằng trách nhiệm xây dựng tổ ấm không phải nhiệm vụ của riêng ai, mà là việc cả hai đều cần phải chung tay góp sức. Về sức khỏe, tiếc rằng, theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Tuất âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi, khiến quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình. Bạch hổ hung tinh xuất hiện có thể mang tới điểm báo tai họa, thậm chí là họa huyết quang có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào, thì bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy cố gắng duy trì lối sống khoa học, điều độ, chớ vì làm lụng quên ngày đêm, gây tổn hại sức khỏe. Vâng thưa quý vị, phàm làm người ai cũng có giấc mơ, hoài bão của riêng mình, nhưng chẳng mấy ai dám thực hiện ước mơ đó. Nỗi sợ hãi khiến họ co rúm mình lại, sợ bị tổn thương, sợ phải đối mặt với khó khăn, trở ngại. Họ đâu biết rằng, chịu khổ một chút cũng là cách để thưởng thức cuộc sống. Bạn ngưỡng mộ một người thành công không sao, nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận ra rằng, kinh nghiệm sống họ cho chúng ta thấy rõ nhất, đó là họ cũng là người bình thường, chỉ là họ dám ước mơ và đi đến cùng để thực hiện giấc mơ đó. Hạnh phúc là của riêng mình, ngưỡng mộ người khác chi bằng mình cố gắng hơn. Con người vì có ước mơ bay như loài chim, nên mới có máy bay, có ước mơ di chuyển được trong những chiếc hộp nên mới có ô tô, có ước mơ không vất vả khi làm việc nhà, nên có robot tự động lau dọn nhà cửa. Chỉ khi ước mơ và dám thực hiện nó, thì mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực. Nếu chỉ mang hạt giống thần kỳ của mình bỏ vào cả két vàng, thì bạn cũng chẳng thể làm cuộc sống này trở nên tốt đẹp lên được. Hãy dám ước mơ, biến một hạt thành nhiều hạt hơn nữa. Không phải ai tự nhiên mà trở nên vĩ đại. Bằng chứng là nhiều nhân tài từng bị chê là thiểu năng từ lúc nhỏ. Hay bạn lo sợ mọi người chê bai ý tưởng của mình. Nếu bạn còn làm mọi thứ theo ý kiến của họ, thì bạn cũng sẽ trở thành những người như họ mà thôi. Không thành công và hay chỉ trích người khác. Hãy xem những thất bại tuổi trẻ là điều tất nhiên. Đó là chi phí mà chúng ta phải trả để có thêm kinh nghiệm sống cho một cuộc đời trọn vẹn về sau. Vì thế, đừng ngần ngại trước những cơ hội mới. Dù có mạo hiểm một chút, cuộc sống này có nhiều điều rất đáng thử nghiệm. Khi đó bạn mới thực sự được xem là đang sống chứ không phải tồn tại. Hãy thôi sống qua ngày chờ qua đời đi. Nếu không bạn đang lãng phí cuộc đời của mình rồi đấy. Vâng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.